chào, mình là Trúc Lan. Còn mình là Minh Tú hay còn gọi là Lu. Và đây là Lan For Her. Chị em ơi, cái thời tiết nóng bức này là mọi người thấy khó chịu và nóng nảy đúng không? Và đặc biệt là khiến mình mất được tinh thần của cơ thể nữa. Thành ra là trong những tình huống như thế này á, việc xịt nước hoa để giúp cơ thể luôn thơm tho là điều không thể thiếu. Nhưng mà nếu chị em chọn nước hoa không khéo á, thì dễ gây ức chế cho mọi người xung quanh lắm nha. Bởi vậy hôm nay tụi mình sẽ chia sẻ cho các bạn bí quyết chọn nước hoa theo từng nhóm mùi hương, mát mẻ, nhẹ nhàng và phù hợp cho mùa hè này nhé. Mở đầu là nhóm hương citrus hay còn gọi là cam chanh. Và citrus là nhóm hương cơ bản và xuất hiện rất là nhiều trong thế giới nước hoa luôn. Và thành phần chủ yếu trong nhóm hương này gồm có cam, chanh, bergamot, mandarin, v.v. Và nó thường được sử dụng để làm ra những chai nước hoa mát mẻ nè, thích hợp dùng trong mùa hè và mang đến cảm giác thư giãn, sảng khoái, thoải mái, năng động và tràn đầy sức sống cho người dùng. Mình thấy nhóm hương citrus là một nhóm mùi hương rất nịnh mũi và dễ dùng trong hầu hết tất cả mọi dịp luôn. Cũng vì tính chất nịnh mũi này cho nên nó thường được dùng để mở đầu cho các loại nước hoa. Và chính vì vậy mà các bạn có để ý là nó thường xuất hiện ở top note của đại đa số nước hoa luôn không? Một chai nước hoa citrus quốc dân mà chắc là ai cũng biết, đơn chai Gabbana Light Blue Intense Parfum, mở đầu bằng cam chanh, táo xanh, hoa lạc, thổi bung lên nguồn năng lượng. Khi ride down thì sẽ hương và hộ phách xuất hiện rõ hơn, cuốn hút hơn nhưng mà mùi táo vẫn còn thanh thản luôn nha. Mình là mình rất là thích cái đoạn sau này luôn á. Chị em nào mà dị một cái đầm xanh dương nhạt hoặc là đồ công sở mà xịt Light Blue Intense thì mình đảm bảo là đi ngang ai cũng phải ngoái nhìn luôn. Thường thì những mùi mát sẽ có độ lưu hương khá là yếu, nhưng mà với mình thì em này chính là trường hợp ngoại lệ, bám tỏa rất là tốt trong những chai dòng nước hoa fresh luôn nha. Tiếp theo là Chanel Gen Overage, một mùi hương dành cho những ai thích sự thư giãn, dễ chịu và thanh mát. Từ màu chuốt, mùi hương đến thiết kế đều xanh mát luôn nè. Mình thấy á, chai này mùi rất là dễ dùng luôn. Nó không phải là kiểu điệu đà hay cầu kỳ mà kiểu mộc mạc, đơn giản nên là mấy bạn có thể xịt đi học, đi làm, đi chơi đều được. Chanh thanh yên kết hợp với hoa nhài và tiêu hồng. Mình thấy mùi chủ đạo ở đây vẫn là mùi chanh, có chút đắng nhẹ của tinh dầu, vỏ chanh và thanh yên. Mặc dù có nước tiêu nhưng mùi tiêu ở đây không hề bị cay nồng mà nó chỉ đủ kích thích khứu giác một xíu thôi và làm cho mùi hương trở nên mới mẻ hơn. Khả năng lưu hương của em này cũng ở mức khá vì đây cũng là nhược điểm của mấy chai nước hoa mùi mát mà. Nhưng mà mình test á, thì mình vẫn thấy đủ cho một buổi đi làm, đi học nhẹ nhàng nha. Tiếp theo thì mình sẽ đến với nhóm hương thứ hai nha, nhóm aquatic hay còn gọi là nhóm hương biển. Khi mà nhắc tới mùa hè á, là trong đầu mình nghĩ ngay tới biển liền luôn á, nên là không thể nào mà bỏ qua nhóm hương biển mát mẻ đúng không nè. Nốt hương biển là nốt hương nhân tạo, tên gọi là Calon, có tính chất tươi mát và được tổng hợp từ năm 1951 và bắt đầu trở nên phổ biến từ cuối thập niên 80. Được dùng nhiều trong những chai nước hoa có mùi tươi mát. Em này thì sẽ là sự kết hợp giữa mùi thanh mát của nước biển, một chút mặn mặn của muối và có thể là hơi tanh của cá biển và rong biển nữa. Mấy bạn cứ tưởng tượng khi mà tụi mình đi biển á, các bạn ngửi cái mùi hương trong không khí nó như thế nào là cái nhóm hương mình nó y chang vậy luôn á. Nhóm hương này đòi hỏi perfumer phải có kỹ thuật chế tác khéo léo, nếu không thì cái hương biển trong nước hoa sẽ để lại cái hậu vị tanh tanh rất là khó chịu. Ở đây thì mình có hai chai nước hoa tiêu biểu là Hermès Eau de Mervilly Bleu và Giò Giò Armani Ocean. Giờ thì mình thử chai Hermès Bleu trước ha. Vừa nhìn em này là đã thấy mê rồi đó. Thiết kế phải nói là vô cùng đẹp luôn. Nhìn như một quả cầu ôm lấy bãi biển và bầu trời đầy sao. Mùi thật sự rất là mát mẻ, rất là fresh và dễ chịu nha. Mervilly Bleu chỉ có 3 nốt hương bao gồm biển, gỗ và hoắc hương. Nó không phân thành các tầng hương rõ ràng mà hòa quyện vào nhau, thoang thoảng và có chút mạnh mẽ, trầm ấm, cá tính và sảng khoái nữa. Đây là một mùi hương không phải là quá yểu điệu mà rất phóng khoáng. Mình nghĩ đây sẽ là một lựa chọn hoàn hảo cho chị em làm văn phòng, đi chơi, đi học mùa hè đâu nè. Một option khá là hay cho những cô nàng cá tính luôn. Tiếp theo là The Ocean. Nhìn thiết kế của em này thôi là mình đủ thấy cả một đại dương tươi mát rồi đúng không? Ở giác xịt đầu tiên thì mình sẽ cảm thấy một cái luồng năng lượng ngập tràn với cam quýt và lê nha. Nhưng mà một lúc sau thì điểm nhấn của em này chính là hương muối biển mặn mà và ấn tượng. Đây thật sự là thứ làm em thích nhất ở chai này luôn á. Xạ hương, đàn hương ở tầng hương cuối làm cho mình cảm giác mùi hương trở nên sâu sắc hơn. Và mấy bà sẽ trở thành một cái cô nàng nóng bỏng nè, được tự do tung tăng dưới làn nước mát lành. Và thật sự nó mang lại một cái luồng không khí đặc trưng của vùng biển cả Địa Trung Hải. Nhóm thứ ba là cream hay còn gọi là hương hoa cỏ, trà, thảo mộc đồ á.
Đây là những mùi hương mang lại cảm giác như hòa mình và thiên nhiên bằng sự tươi mát, đầy sức sống, giống như là mùi hương của cỏ xanh, lá cây, rêu, trà xanh đổ. Thường là được dùng để tạo nên những mùi hương sắc nét và rõ ràng. Nhóm hương này lần đầu tiên xuất hiện ở trong Miss Dior, bản đầu tiên ra mắt vào năm 1947. Và từ đó đến nay thì Quinot được nhiều perfumer dùng để tạo nên những mùi hương thanh mát cho xuân hè thể thao luôn luôn. Đây cũng là một nhóm hương khá là phức tạp và rất khó để hoàn thiện, tuy nhiên là tạo ra được rất là nhiều việc tác nha. Rồi với nhóm hương mà chị luôn nói á, thì em có chai Elizabeth Arden Whitey, một mùi hương sạch sẽ thanh thoát với nốt trà xanh là chủ đạo. À, em này thì cũng có nốt hương biển đó, thêm một chút diên vị trắng. Nhưng mà tổng thể thì trên giấy thử mùi mình vẫn cảm thấy hương trà xanh nổi bật hơn. Mấy bạn đang tìm một mùi trà nhẹ nhàng, tươi tắn để dùng hàng ngày thì không nên bỏ qua YT đâu nha. Bám tỏa của em này theo mình test thì ở mức trung bình khá thôi. Nhưng mà ưu điểm của nó là giá thành cực kỳ rẻ, nên phù hợp với những bạn học sinh, sinh viên thoải mái mua chai full luôn, xài cho nó đã nha. Một option khác với mùi hương tạo cảm giác thoải mái, dễ chịu và yên bình, đậm chất thiền định và ấm áp như một ly matcha nóng thì mình bạn có thể thử qua Replica Matcha Meditation. Đây là một mùi trà trầm tĩnh lắng dịu hơn nhiều so với White Tea. Mới xịt ra thôi là mình đã nghe rất là rõ mùi trà xanh luôn ấy. Vài phút sau thì mình còn cảm nhận được thêm sự cộng hưởng của hoa trắng nữa, giống như là bạn đang ngồi trong một vườn đầy hoa nhài và hoa cam đang nở rộ, rồi giống như một cốc matcha vậy á. Matcha Meditation là một mùi hương unisex, thanh lịch, tinh tế và độc đáo, cân bằng giữa hương cỏ cây, hương hoa và hương gỗ. Một mùi hương aromatic green khá là hay ho cho mấy bạn vào mùa hè này nha. Và nhóm hương tiếp theo là nhóm hương floral, hay còn gọi là nhóm hương hoa. Trong thế giới nước hoa thì nhóm hương này là một trong những nhóm hương phổ biến nhất, và có không ít những chai nước hoa có nhóm floral dùng trong mùa hè nha. Hoa là nốt hương cơ bản xuất hiện trong phần lớn những chai nước hoa luôn, và tinh chất hương hoa có thể được chiết xuất tự nhiên hoặc tổng hợp trong phòng thí nghiệm. Hương hoa thì vô cùng đa dạng và phổ biến nhất là nhóm hương hoa trắng, white flower như là hoa nhài, hoa huệ, hoa dành dành v.v. và nhóm hương hoa vàng bao gồm mimosa và nhóm hoa hồng nữa. Bởi vì tính chất của nó khiến cho mùi hương trở nên bay bổng và nữ tính, cho nên gần như những chai nước hoa nữ nào cũng có nhóm hương hoa này để tăng thêm phần dịu dàng và uyển chuyển cho mùi hương. Và để kể ra những chai nước hoa nữ trong nhóm hương hoa này thì mình kể tới ngày mai cũng chưa hết nữa, cho nên là mình sẽ gợi ý cho mấy bạn hai option thích hợp nhất cho mùa hè này nha. Đầu tiên thì sẽ là Gucci Bloom, chai nước hoa chắc chắn là không còn quá xa lạ với mọi người đúng không? Ai cũng đã nghe em này quá nhiều rồi. Một mùi hương được tạo ra để tôn vinh các loài hoa. Mình còn nghe nhiều người nói Bloom được xem là mùi hương nhập môn hoàn hảo cho những ai muốn bước vào thế giới nước hoa của Gucci. Em này là sự kết hợp giữa hoa nhài, hoa huệ và đặc biệt là Dragon Creeper, một loại hoa độc đáo được phát hiện ở Nam Ấn. Và theo như mình được biết thì là hoa này được Gucci sử dụng độc quyền luôn á, nghe chưa? Để mà mô tả một cách chân thật nhất á, thì xịt phát đầu tiên thì mình chỉ nghe được mùi hoa nhài với hoa huệ thôi. Và theo cảm nhận cá nhân của mình thì hương hoa huệ của em này sẽ có chút nổi bật và lấn lướt hơn một xíu. Nhìn chung thì Gucci Bloom là chai nước hoa tinh tế, nữ tính và mùi cũng đa dụng dễ dùng nữa. Không chỉ mùa hè mà bất kể mùa nào cũng dùng được luôn, lại còn rất là Gucci nữa, đáng thử nha. Tươi mới và trẻ trung hơn, hoặc là mọi người muốn hắt tuổi hơn một xíu thì có thể chọn sang Matcha Cove Daisy Eversur Fresh nha. Bản văn cờ của Daisy EDT nhà Matcha Cove vừa mới ra mắt hồi tháng 7 năm ngoái luôn. Và em này thì vẫn giữ nguyên thiết kế signature của Lai Daisy, chỉ có khác về màu sắc thôi. Về mùi hương thì Ever So Fresh sẽ có sự dễ thương và năng động nha. Ngoài hoa trắng và hoa hồng thì mình thấy có mùi ngọt thanh, mọng nước của trái cây nhiệt đới, mùi hương tươi tắn, dịu dàng và rất là dễ chịu. Đó là mình tưởng tượng tới mấy cô gái trẻ hồn nhiên và thướt tha. Tóm lại là Ever So Fresh sẽ phù hợp với những bạn nữ nào có phong cách trẻ trung, năng động và dễ thương nha. Đa dụng, lưu hương lại khá ổn, cho nên có thể dùng đi làm, đi chơi và đi đâu xài cũng được hết. Mấy bạn nào mới bắt đầu sử dụng nước hoa thì có thể tham khảo ngay em này nha. Và cuối cùng là nhóm hương Ruti, hay còn gọi là nhóm hương trái cây. Mùa hè thì không thể bỏ qua trái cây rồi đúng không? Tương tự như nhóm Lovro thì nhóm hương Ruti cũng là một nhóm hương khá phổ biến trong thế giới nước hoa. Hương Ruti thì thường có vai ngọt ngào, tươi mát và làm nên phong cách hiện đại mới mẻ. Những mùi hương trái cây phổ biến như là lê, táo, dâu, đào, v.v. Và nhóm hương Ruti thì cũng thường được kết hợp với những nhóm hương khác như là Floral nè, xạ hương hoặc là Oriental, là nhóm hương phương Đông á mọi người. Và nhóm hương này nó sẽ giúp cho mùi hương nước hoa trở nên tươi tắn và năng động hơn. Một trong những mùi hương trái cây được các perfum user đánh giá khá cao đó là Burberry Her EDV, một hương thơm tinh tế, nền nã và rất là nữ tính. Em này giống như là một tiểu thư thanh lịch trẻ trung cùng với một giỏ trái cây thanh ngọt vậy á.
em này thì sẽ có dâu rừng, dâu tây, nho đen và cherry nữa. Ngọt nhưng mà không bị nhàm chán, cùng với hương thơm tươi mát được hòa quyện khéo léo của chanh vàng và cam ngọt. Càng ra đao thì mùi dâu tây lại càng rõ ràng hơn. Về độ tắm tả thì Burberry Her cũng được đánh giá khá là tốt, xứng đáng là chân ái của các chị em nha. Ngoài ra ở nhóm hương này thì mấy bạn có thể tham khảo Oversea thì Lan Lưu Parfum, một mùi hương hoa cỏ trái cây, gợi cảm và sang trọng. Thiết kế của em này được lấy ý tưởng từ đường cong của những chiếc vòi đựng nước Hy Lạp cổ, rất là quý phái và sáng tạo đúng không? Theo như hãng giới thiệu thì đây là một mùi hương tươi tắn và khoáng đạt như những ngày hè đầy nắng ở vùng địa Trung Hải. Mình thì chưa từng đến đó nhưng mà mình cảm nhận được sự thanh mát và rạo rực luôn á nha. Thật sự là khi ngửi mùi hương này á thì trong đầu mình hiện lên như một cái tropical luôn á. Các bạn sẽ dễ dàng cảm nhận được sự mỏng nước của táo xanh, đào và bạc lý chua, mát mát và chua nhẹ. Theo mình thì đi Lan Lưu Parfum sẽ phù hợp với những ai trên 25 tuổi, thích sự thanh lịch và sang trọng. Vừa rồi là những chia sẻ của tụi mình về các nhóm hương trong nước hoa dành cho mùa hè. Nghe chọn mùi theo nhóm hương thì nghe có vẻ là phức tạp đúng không? Nhưng mà sẽ không quá khó lựa chọn vì đã có Lan ở đây rồi. Và đội ngũ nhân viên tư vấn sẽ sẵn sàng giúp mọi người để tìm ra được mùi hương ưng ý nhất. Và hy vọng là những thông tin trên sẽ giúp cho các bạn chọn được mùi hương nước hoa vừa bụng nha. Nếu mấy bạn có những option nào hay hơn muốn chia sẻ hoặc là ai đó đã xài qua những chai nước hoa này rồi thì nhớ để lại bình luận để tụi mình biết với nha. Những sản phẩm trên hiện đang có sẵn tại Lan và link mua hàng thì tụi mình đã để sẵn dưới description box bên dưới. Mọi người nhớ nhập mã để được giảm 5% tổng view khi mua hàng tại website của Lan nha. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube Lan For Her cũng như là nhấn follow những kênh social media khác của tụi mình nha. Tụi mình sẽ chia sẻ rất là nhiều điều thú vị hơn về nước hoa cho mấy bạn đó. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.